Văn xin chào đến quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì Văn sẽ giới thiệu đến anh chị một cơ hội đầu tư. Đây là một căn shop house nằm ngay tại trục chính của dự án The Metropole Thủ Thiêm. Thì căn này có chiều ngang là 6,9m, chiều dài là 14m. Kết cấu của căn shop house bên đây thì chúng ta sẽ có 4 tầng. Thì tầng trên cùng là tầng sân thượng. Hiện tại thì căn này nếu mà anh chị mua thì mình sẽ mua được giá gốc chủ đầu tư, giá nó bán là 82 tỷ đồng. Thì đây là một cái mức giá rất là tốt. Chủ nhân cần bán gấp để xử lý dòng tiền. Và pháp lý hiện tại thì chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Thì đây là một cái căn shop house nằm ngay một vị trí rất là thuận lợi. Về tổng quan thì Metropole nằm ngay tại vị trí phân khu số 1, rất là đắc địa, một trung tâm tài chính mới của Sài Gòn. Thứ hai đó chính là về cái sự khan hiếm của những căn shop house tại đây. Thì tại nguyên một cái trục đường như thế này nó chỉ có mười mấy căn shop house được bán thôi, nhưng mà trong đó đây là căn có mức giá tốt nhất thị trường. Và thứ ba, ở đây thì nó tập trung rất là nhiều những loại hình khác nhau, vừa có nhà ở vừa có văn phòng hạng A. Thì khi mà chúng ta kinh doanh ở đây, chúng ta sử dụng được cái nguồn khách không chỉ ở căn hộ nè, mà chúng ta sử dụng được nguồn khách từ văn phòng nữa. Đây là một nơi tập trung của các chuỗi F&B cao cấp, họ tập trung về khu này. Và nếu mà anh chị quan tâm chi tiết và muốn xem thực tế căn shop house này thì hãy liên hệ Văn với số điện thoại 0938 868 120. Xin chào.